Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái video mà chạy ngón. Như hai buổi trước thì mình đã hướng dẫn các bạn chạy ngón và ghép hai tay làm sao để chạy từ đầu đàn này đến cuối đàn rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẫu chạy ngón nữa, mình ghép hai tay nhưng mà hai tay này đánh hoàn toàn khác biệt nhau. Để cho giúp các bạn là não các bạn là sẽ phải làm hai việc, tức là vừa phải suy nghĩ cho tay trái và vừa phải suy nghĩ cho tay phải đánh như nào, thì nó sẽ giúp các bạn nhanh nhạy hơn. Và sau này khi mình solo, mình đánh hai tay khác nhau, một tay phải đánh theo nốt giai điệu, một tay trái thì đánh hợp âm, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì giờ mình sẽ đánh qua một lần thật là chậm để các bạn nhìn trước đấy nhé. Thì đây, thì xong rồi mình sẽ đánh ngược lại rồi, nhưng bây giờ mình sẽ nói cái tay phải này trước. Ngày trước mình dạy các bạn là như thế này đúng không? 1 2 3 4 5. Đó. Tức là các ngón tay này đếm từ ngón cái lên đến ngón út là sẽ là được 1 đến 5. Và mình sẽ khum, mình đặt tay như kiểu mình đang ôm một cái quả bóng tennis ở trong cái lòng bàn tay, và mình đặt từ nốt đồ này, đấy. Mình đánh các mẫu như ngày trước. Đó, nhưng bây giờ mình sẽ cái mẫu bây giờ nó sẽ không đánh như vậy nữa, và nó sẽ đánh như thế này. 2 3. Đó, đến cái nốt thứ ba này, tức là nó sẽ rơi vào ngón trỏ đúng không? Thì các bạn sẽ vòng cái ngón tay cái này. Đấy, đến cái nốt tiếp theo. Rồi đánh. Sao cho cái nốt thứ năm nó sẽ rơi vào đúng cái nốt đỏ ở tiếp theo. Tức là gì? Tức là mình đã chạy được một quãng rồi, một một cái khuôn ở trên cái đàn này rồi. Đấy, bằng một tay. Đó. Rồi, mình sẽ đánh lại một lần nữa, nhanh nhá. Rồi, mình chưa nói các bạn là đánh xuống như nào nhá. Bây giờ đánh xuống này, bắt đầu từ ngón út này, mình sẽ đánh chạy như bình thường thôi. Rồi, chạy vẫn đến là ngón cái ở cái nốt pha này. Rồi mình sẽ còn ba cái nốt này mình sẽ xử lý như thế nào? Đây, thì lại ngón trỏ này mình sẽ vòng lên. Tại sao phải là ngón trỏ? Bởi vì ngón trỏ đến ngón ngón rồi đến ngón này, rồi đến ngón cái này, thì nó sẽ còn lại là đúng ba cái phím này. Đấy. Đây là ngón giữa nhỉ? Mình chả nhớ nữa. Đây là ngón giữa, đây là ngón trỏ rồi, đây là ngón cái. Đấy. Thì nó sẽ còn lại đúng ba cái phím này. Đấy, nhìn nhé. Rồi, tiếp vào đây. Rồi. Rồi, đánh lên. Rồi, vắt cái ngón tay cái này lên nốt pha. Rồi, ngón ngón giữa này sẽ đặt vào nốt mi. Ngón trỏ sẽ đặt vào nốt rê. Rồi, như vậy là mình sẽ đánh một cái tay của mình đã đi lên và đi xuống hết cả một cái khung đàn này rồi. Thế còn tay trái thì sao? Tay trái các bạn đánh gần như là tương tự. Nhưng đây, mình sẽ đánh mỗi một lần nhá. Cũng là 1 2 3 4 5 này. 1 2 3 5, đúng chưa? Đúng rồi. Đến lượt 4 lúc 5 rồi thì còn 3 lúc nữa đúng không? Thì mình vẫn sẽ dùng ngón ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái để mình đặt tiếp nhá. Này, 1 2 3 4 5 này. Rồi, đặt ngón này vào đây và lốt la. Rồi, đặt ngón trỏ vào lốt si. Đó. Đó, thế là cũng là một bàn tay trái này mình đã chạy lên được một vòng, một cái khuôn ở trên cái đàn này rồi. Đó, bây giờ mình sẽ chạy ngược lại như nào. Đó, chạy ngược lại thì cũng sẽ chạy y hệt như thế nào. Rồi, chỗ này sẽ phải lưu ý này, mình chạy ba cái nốt vừa là của ba cái ngón này rồi đúng không? Chạy đến đây phải dừng lại và vắt cái ngón tay cái này, vắt ngón tay cái này để đặt vào nốt son này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, tiếp tục đánh xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh lại một lần nữa này. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã nói các bạn là phải khum như thế này, nhưng mà bây giờ mình đang hướng dẫn cho các bạn mà mình khum thế thì mình sẽ che hết cái phím đàn này, không thể nhìn thấy được, nên là mình bắt buộc là mình phải đến đây rồi mình phải vắt như thế này để cho các bạn nhìn thấy cái ngón tay cái của mình nó đi như nào, vắt như này này, cầm như kiểu quay ngược xuống đấy. Đấy, quay xuống, đặt xuống đây rồi, xong
đặt nó xuống đây thì đồng thời cái cổ tay mình bẻ ra, làm sao cho cái mình sẽ đặt vừa khít bốn cái ngón còn lại này vào bốn cái nốt này. Rồi bây giờ ghép hai tay. Ghép hai tay là cái phần khó nhất bởi vì hai tay nó chả liên quan gì thế nhau cả. Bây giờ các bạn để ý nhé. Đó, đánh đến ba nốt này rồi xong. Thì như mình đã nói, ngón tay cái này sẽ chạy đổ 5 ngón này thì thôi. Nhưng mà đến ngón tay phải, đến của bàn tay phải thì mình lại phải vắt ngón cái lên trên này. Đấy. Thì đây, đúng chưa? Tay này vẫn đánh ngón cái sẽ đánh ngón tay cái bên tay phải sẽ đánh một nốt pha. Đồng thời ngón trỏ vẫn sẽ đánh tiếp vào nốt pha. Đó, tiếp tục. Rồi, đến chỗ này này, khó này. Đến chỗ này thì tay tay trái lại phải đặt ở đây. Thì đồng thời tay phải cũng đặt vào đây, cũng đặt vào nốt la. Rồi đánh tiếp. Đó, rồi chạy ngược lại. Chạy ngược lại nào. Rồi đến đây. Đến đây là coi như xong. Bàn tay trái mình phải quay ngược lại. Tay tay trái đặt ngón cái vào lốt son nào. Thì đồng thời tay phải phải đặt ngón trỏ vào lốt son. Rồi, coi như tay trái xong, mình chỉ chuyển chạy ngược xuống xong. Bây giờ đến tay phải như thế. Rồi, tay phải thì lại phải đặt cái ngón trỏ này vào lốt mi. Đồng thời tay trái cũng đặt ngón trỏ vào lốt mi. Tay ngón ngón trỏ tay phải vào nốt re và ngón của tay trái cũng vào nốt re. Rồi đấy, nó rất là khó. Các bạn phải tập rất mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh một cách nhanh nhanh được. Đôi khi mình đánh mà mình không để ý thì mình cũng có thể đánh nộn, tức là mình không đánh sai đâu, nhưng mà mình sẽ đánh sai cái vị trí nốt của tay thôi. Còn mình vẫn sẽ chạy được nên cái quãng này và mình chạy xuống được. Nhưng mà đôi khi mình không để ý thì mình sẽ bị rắt rắt cái tay đấy. Nên là nó sẽ bị sai sai ngón này, đặt sai nốt đấy. Mình sẽ đánh nhá. Đấy, đây rồi sao nữa? Đừng quên nhá, đừng quên là vắt tay trái ra đây. Đấy, tay phải lại đừng quên vắt tay phải vào nốt này. Các bạn lựa chọn cho mình một cái khuôn đàn cho sao cho nó hợp lý nhất. Khi các bạn ngồi ở giữa đàn thì các bạn có thể chọn ở đây. Mình có thể đánh lên trên này cũng được. Đấy, vắt này nha. Video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì cho mình xin một đăng ký nhé, để mình có thêm động lực để làm nhiều video khác. Các bạn nhớ là các bạn phải tập thật kỹ từng tay một rồi mới ghép hai tay. Mình hướng dẫn như thế này chỉ trong mấy phút thôi thì các bạn không thể nào mà học theo từng bước của mình được. Các bạn phải tự tách ra và học riêng hai tay rồi mới ghép. Chúc các bạn thành công.